tao kiếm cho mày cái xe đẩy này, dùng cho đỡ mệt. Ôi, ngon. Và với chiếc xe đẩy này, con én có thể vác một lúc 10 viên gạch thay vì 3 viên như lúc đầu. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng cho mình. Đồ ngu, đồ ăn hại. Gấu xám bị gãy chân, nằm bệnh viện. Ê, nằm viện chán quá, tụi mày có gì chơi không? Hay tụi mình chơi giải đố đi anh? Cũng được. Để em đố anh gấu. Đố đi. Đố anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Con thỏ này mất dài thế nhỉ? Con gấu đã bị gãy chân rồi mà nó còn muốn chơi trò đuổi bắt là sao? Thằng mất dạy, thằng lưu manh, lau cái chó. Nước, cho ta nước, khát sắp chết rồi. Sư phụ chờ xíu để con chạy mua chai nước suối. Ngô Không đến tìm gặp Bạch Cốt Tinh và được cô ta giới thiệu một chai nước chỉ có nước lọc từ máy công nghiệp hoặc nước khoáng như La Vi thôi, chứ làm gì có nước suối. Ồ, nước cứu, đưa chai nước suối. Ngạo à, chỉ có nước lọc từ máy hoặc nước khoáng như La Vi. Ngạo à, đưa cho ông uống nhanh đi, ông đã khát rồi mà cứ thích lèm bèm. Chân kinh không xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Ôi mẹ ơi, đau đầu quá, sư phụ tha cho con. Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Xã hội là khôn sống ngu chết kêu cái mẹ mày kêu. Vì ai đành rơi thế này? Anh chàng này vừa nhặt cả vị lên thì có một thiên thần hiện lên và nói: hãy làm một việc tốt là nộp cho công an. Vừa dứt lời thì có một ác quỷ hiện ra và nói: an với trả công, nhặt được là của mình, nhặt được của rơi, đồng thời bỏ túi. Bây giờ phải làm gì đây nhỉ? Nghe theo lời thiên thần hay là để cho ác quỷ này sử dụng? Làm cách nào cũng khó, bởi vì anh chàng này đang bị mắc kẹt ở trên đảo hoang. Tình hình yêu đương dạo này của cậu thế nào rồi? Sao có vẻ đắm chiếu thế? Cô ấy vì mình mà thay đổi rất nhiều. Cậu đáng nể thật đấy. Thế cô ấy thay đổi gì vì cậu? Số điện thoại và địa chỉ cậu à? What?